Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay hiện tại thì mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái bộ trang phục là tuổi hồng thơ ngây. Ui, đậu xanh, Migo hả em? Úi dồi ôi. Vậy là mình đã có được một mạng đầu tiên. Ok, chạy xuống phía dưới cái đã nào. Ui, ở đây chúng ta sẽ có là cả súng tiểu liên MP40 này, ngon. Và cái bộ trang phục này, nó là cái bộ trang phục BD mọi người ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Úi dồi ôi. Mặc vào kiểu như là con trai mặc vào, nhìn như BD vậy. What the hell vậy đấy hả? Em ơi, ui. Thực kia nó chạy như hách vậy nha em. Phía trên cũng có người này. Đậu xanh em ơi, ok. Xong nhá. Tưởng là ở phía trên đấy mà anh không bắn được chú hả? Một đứa thì đang ở trong căn nhà Doraemon chỗ kia luôn. Ui, thằng này nó chạy như hách vậy mọi người. Cái đậu xanh này. Đây bây giờ thì mình sẽ chạy lên luôn anh em ơi. Hello bạn ơi. Hello bạn ơi. Và headshot luôn nha. Ok, quá là ngon. Vậy là mình đã có được kill thứ 3 rồi nhá. Anh em thấy là có nhanh và có nguy hiểm không ạ? Hiện tại thì cái bộ trang phục tuổi hồng này nó lại không có mặt trên server Việt Nam. Và đây hiện tại thì mình đang chơi trên server nước ngoài nha anh em. Đây bây giờ thì mình sẽ cố gắng là lượn lờ cả cái khu vực thung lũng này coi, xem là còn thằng nào hay không. Ui dồi ôi. Kìa kìa, chơi với anh hả em ơi. Ui, solo với anh hả. Ok, xong nhá. Thanh niên đã yếu lại còn ra gió nữa này. Nên là bạn này đây là đúng rồi nha. Ok, chỗ này có rất là nhiều bom keo. Và đây, vậy là mình đã có được luôn cái combo súng, đó là FAMAS cộng với súng tiểu liên MP40. Combo súng này thì bắn quá ổn luôn rồi anh em ạ. Đây, mình sẽ cuốn cho đầy 200 máu luôn. Lượn lờ qua mấy khu này thử coi nào. 30 người trên nữa cả. Hiện tại thì cái lượng máu của mình là 196/200, nên là mình sẽ không cuốn máu nữa nha. Thiếu đi 4 máu cũng chẳng sao cả mọi người ơi. Bên này thì sao nhỉ? Bên này không có thấy một ai luôn. Ui, các bạn lại chạy đi đâu hết cả rồi vậy? Mình là mình chịu các bạn luôn nha. Lượn lờ qua phía này coi. Ui, ở đây vẫn chưa có ai cả nha em ơi. Nó lại vắng tanh thế nhỉ? Ồ, trên này cũng không có ai này. Mình sẽ chạy qua cái phía này coi. Đang còn đông người lắm mọi người ơi. 25 người trên nữa cơ. À đâu, 26 người trên nữa. Chẳng hiểu sao là mình có thể là nhìn lộn như vậy. Đây, ui. Các thanh niên được lên bảng điểm số liên tục. Và bây giờ chỉ còn lại có 24 người trên nữa thôi nha em ơi. À, có xe này. Ơ kìa, đứa nào kia vậy hả? Ây, đứa nào vậy hả? Mình sẽ lên xe cái đã. Chạy qua để lượm xác thôi nào. Ok, đã có được kiếm katana. Ok, và quá nhanh luôn. Vậy là mình đã có được mạng thứ 5. Lên xe và chạy đi săn người nào anh em ơi. À, ở ngay chỗ này có người nha. Chạy nhanh qua và kêu nó luôn nhỉ. Hello bạn ơi. Bạn đâu vậy hả? Bạn ở trong này phải không? Không có anh em ơi. Thế là nó ngoài à? À kia, đây rồi. Chú ở đây hả? Úi dồi ôi em ơi. Tông một phát và tai nạn xe chết luôn. Đáng thương quá nhỉ mọi người. Ok, mình sẽ chạy xuống phía dưới và tiếp tục leo lên xe máy. Thật ra thì anh em đi bộ nó sẽ an toàn hơn là đi cái con xe máy này anh em ơi. Đơn giản là vì đi bộ các bạn sẽ không bị lộ vị trí. Ơ kìa,
Ai, sao có cây này vậy hả? Úi dồi ôi, em ơi, cái đậu xanh trên như này. Ây, làm cái gì vậy hả em? Ok, xong nhá. Vậy là mình đã có được mạng thứ 7 rồi nha. Ghê à nha, mới chơi một xíu thì mình đã lên được mạng thứ 7 rồi. Đây, mình ăn tạm cái nấm hai củ cái đã. Ok, quá ổn luôn. Lên xem cái nào mọi người. Anh em nghĩ là chúng ta nên chạy theo cái phía nào nhỉ? Ui, máy bay kìa. Ồ, nó thả một chiếc xe monster truck anh em ạ. Tôi tưởng là máy bay bay để thả thính cơ. Và mình sẽ chạy qua chỗ con xe monster truck kia luôn. Kìa kìa, úi dồi ôi, thằng nào chạy xe lam này vậy hả em ơi? Đứng lại đi em ơi. Ui, chạy xe lam cơ. Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Ui, lại nhảy vào xe hả? Nhảy vào xe này. Ok nhá. Ui, ở ngay phía kia có người này. Đậu xanh, đậu xanh thiên nhiên. Ok, căng chưa nha em ơi. Kẹo đã có được mạng thứ 9 rồi nha. Đây, mình sẽ loot thêm đồ cái đã. Wow, cực kỳ là nhiều đồ. Và có cả một cái nòng giảm thanh này. Lên chiếc xe mới monster truck thôi nào anh em ơi. Con xe này dùng để cán người nó mới phê anh em ạ. Kiểu như là cái con xe này nó to xác nên là cái việc cán người nó quá là easy luôn. À, trên này, trên này là cái hướng 60 độ. Ok, chạy xe lên luôn nhỉ. Uầy, hai đứa này thi nhau dựng tấm băng này. Anh lên góc vui thôi nha. Ui, một đứa đã bị đai. Căng căng căng. Tôi sợ công quá nhỉ. Hình như là thằng kia đã có phóng lựu anh em ơi. Chơi lầy luôn. Xuống xe thế nào. Hello bạn ơi, bạn đâu vậy hả? Bạn làm mình sợ đấy nha. Ăn lựu đại không em? Ui, nó chạy qua phía đây rồi. Cái động tay thiên nhiên. Ui, xảy ra vậy hả? Ok xong nhá. 10 kill, một con số vô cùng là tròn chỉnh. Ok, có thêm được bom keo anh em ạ. Đây, mình sẽ chạy lại qua chỗ chiếc xe monster truck. Hey, ok, đã lái được xe. Và trong cái trận đấu này chỉ còn lại có 11 người chơi nữa mà thôi anh em ơi. Cố gắng cán thêm vài thằng nữa rồi là top 1 luôn nhỉ anh em. À, ở đây có Lamborghini anh em ơi. Chúng ta sẽ đổi xe nha. Lấy con xe này, chạy cho nó nhanh. Mà trước hết là mình sẽ lượm xác cái đã. Ngon, đã có được thêm một cái tay súng level 3. Quá ổn luôn nhỉ. Ây, có cả phóng lựu này. Lấy luôn phóng lựu. Ok, phóng lựu này nó chỉ còn lại là 2 quả thôi anh em ơi. 2 quả đạn M79. Tức là anh em có thể là bắn được 2 lần cũng được. Thật ra thì nếu mà anh em lượm được một khẩu phóng lựu mới thì anh em sẽ có là 3 viên đạn phóng lựu nha. Không sao, 2 viên thì bắn được 2 phát, nó vẫn cứ là ok. Rồi, và mình sẽ chạy theo cái phía khu dân cư này thử coi. Ở đây có một cái UAV màu vàng này. Đây, và mình chạy qua đây luôn anh em ơi. Ui, có thính này các bạn ơi. Nhảy xuống lượm thính con nào. Và chúng ta đã có được một cái giáp chống nổ hoàn toàn mới. Ngon, quá đã luôn. 9 thằng nữa trong cái vài đấu này. Các bạn đang ở đâu vậy? Mình sẽ tìm và cứu các bạn luôn nha. Đó, ở ngay cái phía này có luôn một đứa này. Ui, đây, vòng qua phía bên tay trái này. Em ơi, hình như là nó ở căn nhà này anh em ơi. Rồi nhá, cầm sẵn phóng lựu này. Hello bạn ơi. Úi dồi ôi, ăn đạn phóng lựu nha. Và ok, vậy là mình đã có được kill thứ 11. Đây, mình đổi lượng súng nên là mình sẽ đổi qua M79 luôn. M79 nó còn một viên nữa. Chơi vẫn cứ là ổn. À, ở ngay cái phía này, phía 150 độ, có một đứa nha.
Hello bạn ơi, bạn đang đứng chỗ nào vậy hả? Bạn ơi, uầy, mình chưa thấy bạn này. Vậy là rốt cuộc bạn ở đâu vậy hả? What the hell? Hello bạn ơi, toàn nghe thì tiếng chân nhưng mà chưa thấy người. À đây, ui, câu hụt đại nhà ơi. Dựng tờ mang này, dựng tờ mang này, dựng tờ mang này. Đây, cầm mát chế luôn. Úi trời ơi bạn ơi, mình lại sợ bạn quá cơ. Lắp nòng ba vào. Đấy. Sau đó là cầm phát bát giấy. Đây à? Hay ngồi trong nhà để bơm máu hả em ơi? Ok, đã xong. Vậy là kẹo đã có được kill thứ 12 nhá. Ồ, thằng này có đạn phóng lựu này ngon. Thế là chúng ta lại có thêm được đạn phóng lựu để chơi rồi. Quá đã luôn. À quên mất, hiện tại thì mình đang ở trong vùng NG. Ngồi tạm vào trong này cái nào. Ra ngoài bom đã để nổ cho chết bây giờ. Thật sự là mình vẫn không thể tin được. Không hiểu sao mà mấy cái ông ở server nước ngoài này, mấy ông ấy lại tạo ra một cái bộ trang phục mà trông nó lại BD như này. Đây để coi nào, lượm thêm đồ cái nào. Hòm sát này thì chẳng còn gì cả. 6 người chơi nữa thôi à. Ok, cố gắng lấy top 1 con nào anh em ơi. Kìa, máy bay lại thả thính này. Để xem là thính rơi ở đâu. Chỗ này thì theo như mình thấy là không còn ai nữa. Nhưng mà mình sẽ qua để lấy con xe này. Chạy cho nhanh anh em ạ. Chuẩn bị lên xe nào anh em ơi. Let's go và chạy luôn nào. Uầy, hiện tại thì mình đã có là 22 mắt xem rồi cả. Căng rồi nha. Ui em ơi, chú hề chạy xe quân đội hả? Cái đậu xanh em ơi. Đây mình sẽ chạy qua để chiếm với nó luôn. Em ơi đâu rồi hả em? À, nó ở trong này. Một viên phóng lựu này. Thêm viên nữa này. Uầy, chưa chết cả. Chưa chết cả. Ui, chưa chết cả. Ok, xong nhá. Chưa chết thì bây giờ đã chết rồi nha. Ok, mình có được khẩu súng tiểu liên MP40. Ui, đậu xanh. Căng vậy hả? Ê bạn ơi, bạn làm gì mà căng vậy hả? Bạn làm mình sợ đấy nhá. Cái đậu xanh tự nhiên. Ui, em ơi, làm cái gì vậy hả? Làm gì vậy hả? Ok, đã xong. Vậy là mình đã hạ gục được thiên nhiên thứ 14. Bây giờ thì mình sẽ phải vừa chạy xe mà vừa đi quần máu cái đã. Quấn cho đầy máu thì chúng ta sẽ bớt sợ kẻ địch hơn. Chứ còn là yếu máu thì mình còn chẳng dám đi săn nữa cơ. Đây mình vừa vứt lộn cái băng súng thì phải. Ok ngon. Kìa kìa, thằng nào chạy xe kia vậy hả? Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Ok, mình sẽ lên xe và đuổi qua chỗ đó theo nó luôn. What the hell, thằng nào sấy xem như vậy? Đứa nào giấy xe anh vậy hả? Bây giờ còn lại 3 thằng nữa. Vậy là cơ hội chiến thắng của mình đã lên đến là 25%. Ồ, mình đang chạy ngay sắp bo rồi. Nhưng mà có thể ai đâu vậy? Lượn lờ qua đây cơ nào. Hello, 3 thiên nhiên còn lại nha. Các bạn đang núp ở chỗ nào rồi? Bây giờ mình chạy phải gọi là chạy xe gần hết xăng rồi. Nhưng mà không có thấy các bạn đâu. Thật ra thì mình giỡn với nhau xíu thôi. Chứ còn là xe trong Free Fire làm gì có chuyện hết xăng nhỉ. Ê, úi dồi ôi em ơi. Ui cỏ hả em ơi, làm anh sợ nha. Kìa kìa, đây mình sẽ bắn nó cái đã. Bắn luôn nhỉ, bắn luôn nhỉ. Cơ bản là cái khẩu súng tiểu liên MP40 của mình lúc này nó lại hết đạn cơ. Nên là mình đành phải rút format qua để xấy thằng này. Xử lý hơi lỗ một xíu mọi người thông cảm nha. Ok, rút thêm đạn tử liên này ngon. Rồi nhá, bạn này thì có rất là nhiều tổn thương cũng như là tường băng nữa. Ok, chạy lên xe và tiếp tục đi săn mạng thôi nào anh em. Còn lại có 2 đứa thôi mà. Đây,
mình sẽ chạy thẳng vào cái khu vực là nhà máy điện luôn. Đó, vòng theo cái cổng này. Đây, cái cổng nó ở ngay phía này luôn. Rẽ trái vào trong này. Úi dồi ôi, em ơi đây hả? Em làm gì ở đây vậy hả? Hello, ui. Thế nhiên, bạn làm mình sợ đấy nhá. Ok ok. Anh em thấy căng chưa? Mình đã có được kill thứ 16 và bây giờ là có tận 30 mắt xem luôn. Đây, trước hết là mình sẽ phải lấy xe cái đã. Ok ok. Chạy qua đây coi nào. Thằng cuối đâu rồi nhỉ? Hello, thanh niên cuối cùng đâu rồi vậy? Ồ, anh em đã thấy nó chưa? Tôi là tôi chưa thấy nó ở đâu luôn. What the hell? Trong này mình đang cố gắng là lượn lờ vòng quanh tháp nhưng mà không tìm ra được nó mọi người ơi. Còn lại là tầm khoảng 16 giây nữa bọn sẽ thu. Úi dồi ôi. Xong nhá. Yeah. Vậy là mình đã được thứ 1 và gần nhân gấp luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.